Chào tất cả các bạn, mình là Dương Quốc Trọng. Hôm nay, mình xin được chia sẻ với các bạn về chuyên đề của nhóm mình đã thực hiện. Đó là chuyên đề về virus HIV. Và trong chuyên đề này, chúng ta cần đạt được những mục tiêu như sau. Thứ nhất, biết được nguồn gốc của HIV. Thứ hai, nắm bắt được những cơ chế gây bệnh và lây nhiễm của HIV. Và cuối cùng, hiểu được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về HIVS. Như chúng ta đã biết, HIV là một loại virus gây suy giảm hệ miễn dịch ở người. Và sau đây, mình có sơ đồ về sự phát triển của HIV. Ban đầu, HIV được phát hiện ở châu Phi, sau đó lan sang Haiti, và từ Haiti lan sang Mỹ và dần lan sang các châu lục khác, trở thành một bệnh dịch toàn cầu. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cấu tạo của HIV. HIV là một retrovirus, có nghĩa là một vật chất di truyền của HIV chỉ là một chuỗi RNA chiều dương. Và sự phiên mã của HIV là sự phiên mã ngược. Virus HIV phải gắn vào tế bào miễn dịch nhờ vào một loại protein đặc biệt có tên là GB120. Đồng thụ thể gây bệnh. Cơ chế gây bệnh và thâm nhập của HIV sẽ được làm rõ qua clip sau đây. HIV tấn công vào tế bào CD4, tức là tế bào có một phân tử đặc biệt gọi là CD4 trên màng tế bào, đại thực bào, tế bào T giúp đỡ và tế bào hình tua hay tế bào trình diện kháng nguyên là những tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch và đều có phân tử CD4. Vì vậy, chúng đều có thể bị tấn công bởi HIV. Phân tử CD4 giúp những tế bào này gắn vào và giao tiếp với những tế bào miễn dịch khác. Điều này đặc biệt quan trọng khi tế bào đang phát động tấn công chống lại những tác nhân lạ gây bệnh. Vậy nên, phân tử nhỏ này rất quan trọng trong hệ miễn dịch của chúng ta, nhưng cũng cực kỳ quan trọng đối với HIV. HIV nhắm đến và gắn vào phân tử CD4 thông qua một protein gọi là GB120 được tìm thấy trên vỏ virus. HIV sau đó tiếp tục dùng GB120 để gắn vào một thụ thể khác gọi là đồng thụ thể. HIV cần phải gắn vào cả phân tử CD4 lẫn một đồng thụ thể để vào bên trong tế bào. Những đồng thụ thể thường được HIV sử dụng nhất là CXCR4 được tìm thấy chủ yếu trên tế bào T, hoặc CCR5 được tìm thấy chủ yếu trên tế bào T, đại thực bào, tế bào đơn nhân và tế bào hình tua. Những đồng thụ thể này rất quan trọng với HIV. Bởi vì một số người với đột biến gen đồng hợp trên CCR5 có thể kháng hay miễn nhiễm với HIV, vì HIV không thể gắn vào chúng để vào bên trong tế bào. Thực tế là, kể cả những đột biến dị hợp dẫn đến giảm số lượng đồng thụ thể trên tế bào cũng có thể làm virus khó phát tán hơn và bệnh diễn tiến chậm hơn. Tuy nhiên, với những người không có đột biến này, khi HIV gắn với CD4 và CCR5 hoặc CXCR4, nó có thể đột nhập vào tế bào. HIV là một retrovirus có RNA chuỗi đơn, chiều dương, có vỏ bọc. Điều này nghĩa là HIV đưa chuỗi đơn RNA của nó vào bên trong tế bào T giúp đỡ. Phần retro trong retrovirus, retro nghĩa là virus phải dùng một enzyme gọi là enzyme phiên mã ngược để phiên mã thành chuỗi đôi bổ sung của DNA tiền virus. Tiền virus có nghĩa là nó đã sẵn sàng để được hợp nhất với DNA của tế bào vật chủ. Vậy nên, nó bắt đầu lẻn vào nhân của tế bào T giúp đỡ và nhảy vào DNA của tế bào, chuẩn bị để được phiên mã thành những virus mới. Khi tế bào miễn dịch được hoạt hóa, chúng bắt đầu phiên mã và dịch mã tạo ra protein cần thiết cho những phản ứng miễn dịch. Trớ trêu thay, điều này có nghĩa là mỗi khi tế bào miễn dịch gặp phải điều gì làm nó khởi đầu phản ứng miễn dịch, ví dụ như nhiễm trùng, tế bào miễn dịch cũng vô tình phiên mã và dịch mã tạo ra những virus HIV mới, sau đó chúng thoát khỏi màng tế bào để lây nhiễm đến nhiều tế bào khác. Thật là tinh ranh đúng không nào? Vâng. Và qua phác đồ sau thì chúng ta có thể thấy được sự nhân lên và sự phát triển của HIV theo từng năm. Theo như phác đồ, ta có thể thấy, bắt đầu từ tuần đầu tiên và cho đến tuần thứ 9, lượng virus HIV tăng đột biến trong cơ thể. Giai đoạn này thông thường kéo dài sau đến tuần thứ 12. Sau đó, các tế bào miễn dịch bắt đầu phản công làm giảm nồng độ virus nhưng không tiêu diệt hoàn toàn. Trong giai đoạn này, virus vẫn tồn tại và tiếp tục phá hủy cơ thể cho đến thời gian khoảng 5 cho đến 10 năm. Khi cả hệ thống miễn dịch của cơ thể suy yếu hoàn toàn, virus tấn công mạnh mẽ, làm mất khả năng miễn dịch
Với các bệnh thông thường, khi đó cơ thể chuyển sang giai đoạn S là giai đoạn cuối cùng. Sau đây chúng ta có thể chia từng mức độ phát triển của bệnh HIV thông qua bảng sau, kèm theo sự suy giảm của tế bào CD4 trong cơ thể. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn S thì sẽ gây ra các bệnh ví dụ như là nấm miệng, viêm da tiết bã nhờn, nhặn lông. Ngoài ra còn có các dạng như là thương não do HIV, ung thư và lao tái diễn liên tục. Ngày nay đã trở thành một bệnh dịch toàn cầu và khó điều trị. Tính cho đến năm 2014, đã ghi nhận hơn 36,9 triệu ca nhiễm trên toàn thế giới. Trong đó, số người tử vong vì AIDS lên đến 1,2 triệu người và có thêm 2 triệu ca nhiễm mỗi năm. Ở Việt Nam, thống kê cho đến năm 2018 thì đã phát hiện thêm 7.500 ca nhiễm mới và 2.500 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn S. Lây truyền phổ biến nhất của HIV vẫn là con đường quan hệ tình dục không an toàn, tỷ lệ hơn 59%. 32% các ca nhiễm là do sử dụng các chế phẩm không an toàn hoặc sử dụng chung kim tiêm, lây từ mẹ sang con chỉ chiếm 2%. Đây là điều đáng mừng vì công tác sàng lọc trước và sau khi sinh hiệu quả, còn 7% còn lại là do các nguyên nhân khác. Mặc dù HIV là một căn bệnh nguy hiểm nhưng không thể lây qua các con đường tiếp xúc thông thường như hô hấp, ôm, hôn hay là sử dụng thức ăn chung. Vì thế, chúng không được phân biệt đối xử kỳ thị với những bệnh nhân HIV mà phải tham gia các công tác giúp họ gia nhập vào cộng đồng. Ngày nay, con đường duy nhất để biết được có nhiễm HIV hay không, đó là cách duy nhất, đó là xét nghiệm HIV có 4 cách xét nghiệm phổ biến. Đầu tiên, kỹ thuật xét nghiệm men EIA, Western Blood. Thứ ba, HIV ARV. Thứ tư, xét nghiệm tìm kháng nguyên B24. Việc lựa chọn đúng loại xét nghiệm giúp chẩn đoán nhanh bệnh và đưa ra phác đồ điều trị. Từ ngày 9 đến 14 sau khi tiếp xúc với mầm bệnh thì xét nghiệm loại HIV ARV. Từ ngày 16 cho đến ngày 28 thì có thể sử dụng kháng nguyên B24. Từ ngày 28 trở đi có thể sử dụng các xét nghiệm kháng thể kháng nguyên để tìm ra nguyên nhân. Công tác xét nghiệm còn góp phần ngăn chặn và giảm bớt sự lây nhiễm từ mẹ sang con. Điều trị HIV hay còn gọi là ARV có các nhóm thuốc chính sau đây. Các bạn xem trên slide của nhóm chúng tôi. Hiện nay mới có trường hợp được ghi nhận là điều trị dứt điểm HIV là Timothy Frau hay còn được gọi là người đàn ông Berlin. Ông được điều trị bằng phương pháp thay tủy. Cùng một bệnh nhân thứ hai được cho là điều trị dứt điểm HIV nhưng được đánh giá là virus HIV có thể quay lại. Tuy nhiên người này vẫn có thể sử dụng thuốc liên tục. Một giải pháp tương lai hy vọng được mang đến đó là các vaccine HIV. Vaccine có hai phần. Phần 1, tăng cường sức mạnh cho hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh thông thường. Phần 2, làm cho các tế bào CD4 bị nhiễm HIV tiết ra một loại protein đặc biệt để các tế bào trở lại khỏe mạnh, còn lại tiêu diệt các tế bào bị nhiễm. Tuy nhiên, đây là liệu pháp của tương lai và hy vọng mang đến với chúng ta trong một thời gian gần. Việc điều trị HIV gặp những khó khăn và mời các bạn xem clip sau đây. Hey guys, welcome to another episode of the Wednesday Checkup. Reportedly, the second ever person in the world has been cured of HIV. If this story is true, it's big news. Let's talk about it. First and foremost, HIV is the human immunodeficiency virus. This is the virus that can lead to the development of AIDS. It attacks very specific cells within your immune system that can make it difficult for you to fight off infections. Taking the story from the beginning, we have a male patient who prefers to remain anonymous throughout this process, and we're gonna call him the London patient for now. This London patient was diagnosed simultaneously with a blood cancer as well as HIV. The treatment for this patient's blood cancer was to be a bone marrow transplant, where he would find a matching donor, get the bone marrow transplant, hopefully cure the cancer. But what was unique about the situation was that the donor that gave the bone marrow to the London patient
actually had their own mutation called a Delta 32 mutation. This Delta 32 mutation actually changed some of the receptors on the immune cells known as CCR5 receptors. And those are the receptors that the HIV virus uses to enter the cells. Now, because those patients had this Delta 32 mutation, they were essentially HIV resistant. So now this bone marrow that's given to the London patient is put into his body, takes hold, and now our London patient becomes HIV resistant. This has only been accomplished one other time in the history of the world. This was about 10 years ago in a patient by the name of Timothy Brown, treated in a very similar fashion, received a bone marrow transplant from someone with a Delta 32 mutation, got very sick, but then at the end, did not need to take his HIV medication because he was virus free. Just like our London patient, who has now been off of HIV antiviral medications for 18 months, and there is no detectable viral load. As always, you know I'm a skeptic. I like to give you the truth. I don't yet think we can call this an official cure. I don't think it's fair to those who are living with HIV, of which there are 1.1 million in the US today, to call this a complete cure. I would think of this more as a long-term remission. We don't yet know if the HIV will come back at some point. If he's been HIV-free for 18 months, but then, you know, 12 months down the line, not being on medication, the HIV returns. Was it ever a cure? Or was there just a point of remission that the HIV went away? It's hard to say, as there's no official definitions for the word cure and long-term remission for the HIV infection. Another reason that I think it's a little bit inaccurate to call this a cure is because the huge majority of HIV cases will not be treated with bone marrow transplants. These are serious treatments that require a huge time commitment, financial commitment, risk, possibility of adverse events, and it doesn't make sense to go all out with a bone marrow transplant to treat HIV or cure HIV when we have such good, powerful antiviral drugs that we can use to control HIV and keep it at bay. It's also important to note that other patients who have had blood cancer and HIV simultaneously went for similar treatments which were not successful. In fact, the reason the scientific community is so excited about this case is that this is the second time that this has been able to be replicated, despite the fact that we've been trying for the last decade to mimic the results of Timothy Brown. The most promising and exciting part to me about this article, and I think it should truly give us hope, is that scientists have now at least somewhat solidified with this second case that going after the CCR5 receptor can be a means of controlling and possibly curing HIV. This does not mean much for those who have HIV now, and antiviral therapy is still going to be our mainstay of treatment. But 5-10 years down the line, I could see a medication that targets the CCR5 receptor and essentially cures someone from HIV. Reading about the London patient truly does get me excited and give me hope for the future that we may at one point have a cure for HIV. But right now, as a family medicine doctor, what's on my mind is that 1.1 million people in the US have HIV, and 1 in 7 are not aware of it. Get tested. Have a good relationship with your family medicine doctor and request that you get STI screening, including HIV, to make sure that if you have it, you get treated. And if you don't, now you know and you can get some peace of mind. HIV infects some of a person's white blood cells that normally help protect the body against illness. Once the immune system is compromised, an infected person is at risk of dying from such diseases as tuberculosis, pneumonia, or the flu. HIV is so hard to treat because it is usually hidden from the body's own defense system in otherwise healthy-looking cells. To kill it requires a two-step process. Firstly, the vaccine boosts a patient's immune system, so it is better able to fight the virus. Then the patient is given a drug called romidepsin, which causes the HIV-infected white blood cells to release proteins on their surfaces, identifying them to the body. The patient's white blood cells, boosted by the vaccine, are thus able to find and destroy these HIV-infected cells. With antiretroviral therapy, most HIV-positive people can expect to live long and healthy lives and are much less likely to infect others. However, there are two major catches. One is that HIV-positive patients must keep taking their drugs for the rest of their lives,
Without them, the virus can make a deadly comeback. So, how do these drugs work? The most commonly prescribed ones prevent the viral genome from being copied and incorporated into a host cell's DNA. Other drugs prevent the virus from maturing or assembling, causing HIV to be unable to infect new cells in the body. But HIV hides out somewhere our current drugs cannot reach it, inside the DNA of healthy T cells. Most T cells die shortly after being infected with HIV, but in a tiny percentage, the instructions for building more HIV viruses lies dormant, sometimes for years. So even if we could wipe out every HIV virus from an infected person's body, one of those T cells could activate and start spreading the virus again. The other major catch is that not everyone in the world has access to the therapies that could save their lives. In sub-Saharan Africa, which accounts for over 70% of HIV patients worldwide, antiretrovirals reached only about 1 in 3 HIV-positive patients in 2012. There is no easy answer to this problem. A mix of political, economic, and cultural barriers makes effective prevention and treatment difficult. And even in the US, HIV still claims more than 10,000 lives per year. However, there is ample cause for hope. Researchers may be closer than ever to developing a true cure. One research approach involves using a drug to activate all cells harboring the HIV genetic information. This would both destroy those cells and flush the virus out into the open, where our current drugs are effective. Another is looking to use genetic tools to cut the HIV DNA out of cells' genomes altogether. And while one cure out of 70 million cases may seem like terrible odds, one is immeasurably better than zero. We now know that a cure is possible. And that may give us what we need to beat HIV for good. Cuối là phần tổng kết mà nhóm chúng tôi đưa ra. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý và lắng nghe.